nhỏ anh, chứ em tại ngồi hơi xa thôi. Hello Hạnh Lê, bán hết gà chưa hả? Trời ơi, sao lại mời tao chi Em vậy? chào chủ tịch, lâu rồi anh không lên diễn đàn, em mời anh lên. Anh lên diễn đàn của em, anh đâu có biết nói gì. Với Dạ thì lại đâu, hôm nay anh lên diễn đàn có chuyện gì không? Đại khái là có chuyện gì, chủ đề chính không? dạ thì em thì chỉ lên hôm nay thì em không có chủ đề gì chính anh ơi, em chỉ nói chung chung thôi. Tại vì thứ nhất là cũng nghe những cái thành phần kia thì nó lại cũng muốn quậy nữa, nó cho ngày là ngày 7 thì quậy tiếp nữa thôi. Cái thứ hai nữa là cũng những cái không biết chắc anh cũng đọc qua rồi, là vấn đề Cha Tân đã rời khỏi cái ổ quen thuộc của ổng rồi. À, cái ông Tân thì tao có nghe nói, nhưng mà như vậy nè, theo tao thì ông Tân hình như là nếu mà cho ông rời như vậy hình như là như còn nhẹ tay quá ha, mà tao cũng không biết làm sao á. Theo tao đó nha, theo tao á, ước sức của tao thì chắc là tao cho ông ra thì ok đi, nhưng có điều là tao phiến ổng mà tao mới cho ông đi chứ, rượu mà để không thì chắc chết mẹ rồi. Rượu má vậy rồi ông ra ông ấy à, rượu má tao việc mày, tao tao nói mày rồi, tao đọc tài lắm đồ má, mà chẳng những ổng nữa tao quơ hết đồ má, giờ không tội có tội thì tao cũng làm láng hết đồ má. Không tha, không tha luôn đúng không anh? Bởi vì sao, lý do là tao đã trình bày với mày lâu lắm rồi, có nghĩa là cái người dân á, họ nghe lời ông cha là nhiều hơn là nghe lời của nhà nước, tại vì cái xã hội mà nó được trật tự và nó có những cái ngăn nắp là do nhà nước, chứ không phải là do giáo hội, không phải là do tôn giáo. Nhưng mà cái ông này ông lạm quyền, có nghĩa là ông lấy giáo hội ông đặt lên trên, hiểu không? Cho nên là vì đó tao ví dụ hoài à, có con đường hẻm không mà ông nói, cha nói thì nghe dân nghe, mà hay chính quyền nói thì rồi dân nó không nghe, nó ví dụ là vậy. Thì chứng tỏ ông biết không, phải triệt tiêu những cái mầm mống như vậy, phải tiêu hết. Đủ, khổ vậy, xây nhà lên nhà thờ hả, đủ mới có thể cả 100 tỷ bạc, mà vô mà xuống Thủ Đức mà coi đồ nhà thờ nào nhà đấy mà nói mà xây không là hàng cả 100 tỷ luôn mà nó không nói. Thế nhưng mà dân nào mà có làm ăn chút chút mà có xe hơi là bắt đầu rồi nó nói là đó rượu má, đầu đảng viên cộng sản hay cái gì ta không biết, mặc dù người ta đéo có làm cái gì chứ, mà rồi tao buôn bán xe dây chai hay ví dụ là gì ta làm cái gì mà biết, mà sắp được cái xe rồi nó chửi rồi, nó nói đủ đó là cộng sản đủ mất kỹ lạ đời đó. Bởi ra tao là đủ má, tao triệt liền đủ má vậy thôi. Tao độc tài lắm, tao đến rồi, bởi vì bầu làm ta làm thủ tướng đi cho tuần lễ đi, rồi đéo ăn nào chịu chân trời. Anh làm thủ tướng là trong vòng 10 ngày là Hai xong tuần hay không? thôi, 2 tuần thôi là đủ má, là em liền đủ má, tao chặt hết đủ má, đủ má. Còn mà Va Ti Căng với Va Ti Cung gì đó đủ má, tao cắt liên lạc, tao đéo nói chuyện với mày đủ má, mệt rồi quá. Nhà tao tao ở nhà mày, mày ở chỗ khác đi, không có ai nói chuyện mày xí xía vô nhà tao. Mày hỏi mày nghĩ là mày ở tu bên nước Roma với nước Ý đồ mà mắc mớ gì mà dính líu cho tao, tao đâu không có chơi với mày. Giống như hồi xưa tao đi nhỏ hồi nhỏ vậy á, mày ở xóm trên tao xóm dưới, ê ngăn cách đàng hoàng không có lộn xộn, đại khái là vậy đủ má. Mày đặt rồi vậy là đủ, mà cái thứ bí nhập mà đừng có làm lớn chuyện quá, mày cái ví von giống như một cái xóm nhỏ hoặc là cái nhà tự nhiên là biết liền, mày tìm hiểu đi, mắc Dạ. mớ gì đủ phải chuyện nhà tao, mắc mớ gì mày xía vô, đại khái là vậy. Tao khổ lắm, bởi vì mày biết không, không biết là thôi á, mày tìm tòi về tôn giáo mà thấy mày đáng sợ, đủ thiên chúa đáng sợ lắm. Mày mời coi, mày vô mà coi coi đủ má, toàn là bên ở biết ở nước Mỹ là 1.500 vị linh mục ấu dâm mà nó che giấu hết đủ má, sau này nó mới khám phá ra. Còn chưa kể bên bên Roma nha, trời ơi đủ, thấy không, đủ mẹ trai với chung gì đủ má, thiệt mà con thầy chùa gì đủ mà thầy chùa đủ mà thầy chùa Thích Thông Lai, tao không biết ông nói gì, để bữa nào tao coi thì ông nói cái gì được, tao lên tao mất công tao chửi nữa. Thông gì tao không biết, thông đức thông gì tao không biết, đủ mà thích gì mà kỳ cục. Tao nghe nói ông ở Mỹ nè, tao không biết, tao cũng chẳng biết ông nói gì, để tao coi. Tại sáng này tao có chị qua chỉ gửi cho tao, chứ nói anh nghe ông Lai ông nói là tao cũng đâu có rảnh, chưa có rảnh nữa. Mặc vậy mắt bữa nay bà đi bà ghi mấy ghế vô giặt đồ rửa chén rượu hoa trà đồ nhà tắm đồ ra đang là công chuyện chết mẹ.
Mà hơi chứ đâu mà nghĩ rồi bả thằng ba báo cáo nó rượu má bên tiểu bang tao sắp sửa có biểu tình ngày 7 tháng 7, tôi nói rượu mà tôi đâu có rỗi hơi mà rượu má nghe lời mấy thằng đó, rượu má đang làm với mẹ để ở đó. Ừ. Ông Thông Lai á, thì ông đang kêu gọi là ông kêu gọi tới nghị sĩ đặng giúp ông lật lại cái vấn đề Hiệp định Paris năm 73, Hiệp định Ba Lê á, theo ông gọi là Hiệp định Ba Lê. Rồi cho là vậy đi, nhưng mà rượu mắc mới gì ông gọi làm đó làm sao, ông nói Thì cái bây gì giờ ông bầu cử, đi kêu gọi bầu cử ấy kêu gọi đây mà nộp cái đó vô lên tổng thống Mỹ á hả, tao nghe nói vậy phải không dạ đúng rồi anh mẹ, đồ 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 má thành đi, má tụi này nó ảo tưởng quá, nó ở trên cung trăng thì sao, đồ má đất nước Việt Nam mắc mới gì Mỹ, đồ má bầu lên tổng thống Mỹ làm gì, tổng thống Mỹ có dính líu gì đồ má Việt Nam, dạ đủ đúng mà rồi anh đó. mà bầu để nó làm cái gì, nó ra làm được gì, tại vì đất nước Việt Nam mình đã có Liên Hợp Quốc chứng nhận xác nhận lá cờ đã có nhận, mặc dù là người tao là người thua trận thiệt, nhưng mà tôi nói cho mày nghe cái lá cờ mình ba sọc đỏ đâu có ai chứng nhận mẹ gì đâu, đâu có quyền, nó không có tính cách pháp lý nó không có cái gì cả, mà hiện giờ cái tổ chức bây giờ cái xã hội bây giờ được Liên Hợp Quốc công nhận lấy cái lý do gì mà nước ngoài xí vô, rồi rượu mắc mới gì rượu má đi, rượu má đi tự nhiên nước của mình cái rượu má rồi xong cầu đưa lên tổng thống Mỹ làm gì, tao cũng không hiểu nổi nữa, rượu má này nó điên quá, rượu má tao không hiểu Rồi mới chỉ ngày ngày hôm để coi ngày hôm kia ổng lên ổng thông báo cho mọi người một tin gọi là vui. Em cũng có nghe mà ổng nói là các nhân viên bên như là cao quỹ Liên Hợp Quốc gì đi sang Việt Nam bàn về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà ổng còn nói thêm nhưng mà đi là với cái hộ chiếu là du lịch. cái đồ má mệt quá, mày nghe lời mấy thằng khùng đấy mà thấy không, kiến Không thức nông cạn, ý nó nói câu đó là tôi biết rồi, kiến thức này nông cạn, á. có là khi người ta đã là thuộc dạng Liên Hợp Quốc rồi, khi ta vào một nước nào đó thì người ta cứ dùng hộ chiếu ngoại giao hoặc chế Dạ độ mà làm gì có chuyện mà du lịch đồ, nó mệt quá nổi cái câu đó không là đủ mà biết nó ngu rồi đâu, bởi ra thì khổ ghê. Thế là thành ra tao đâu có quan trọng gì mấy cái chuyện ở đâu, tao nói thiệt này đủ thùng mà rỗng anh biết á, ổng lên ổng nói ổng kêu gọi thì không biết là ổng có nói được một ông nghị sĩ nào không, mà ổng lên ổng toàn kể là các con phải biết là thầy đi kêu gọi những cái nghị sĩ đó đó thì thầy phải mướn khách sạn, mà khách sạn phải là cao cấp để cho những người mà mướn mỗi người một phòng chứ không phải là đó. Ổng kể toàn là những cái vấn đề ổng đi ổng chi tiêu, ổng kể vậy đặng cho mọi người cố gắng để hùn tiền lại chung với ổng đó. trời ơi thôi mệt quá đi, tao thiệt mày á, nhiều cái nó trái tay gai mắt bên này lắm, nhưng mà nhiều khi không có đụng chạm tới mình thì mình không có nói ra, nhưng mà cái điều mà tao nói mày rồi, tao có những cái mà mình thấy mình không nghĩ là nó xảy ra thiệt, nhưng mà nó vẫn xảy ra thiệt đó. Bây giờ rượu mấy hôm qua kia tao vô tình là tao rồi tao lên YouTube mà thì thấy là được gì cha cha Ngô Kỷ đồ đang chửi cộng đồng bệnh nào rồi Phan Kỳ Nhân gì rồi mấy cái gì đồ cứ tán lãng trên trời, đồ má hỏi chỉ có một nhóm nhỏ người vậy mà nó không có đầu đuôi trên trời, nó làm búi xuôi chửi bới tùm lum tà la rồi đủ thứ rồi, vậy thì tao hỏi mày đồ ai cầm đầu cầm cổ gì mệt thiệt á, tao nói nhưng mà cái làm thì ít, kỳ này ta thấy sạc rồi sạc nghiệp rồi, tiền cổ bỏ vô bị dính bẹn hết, mà tao nghĩ người dân Việt Nam mình chắc là cũng không có ngu lần thứ hai đâu, có nghĩa là đã bị vậy rồi đủ bị tùm lum tà ra chân rồi, giờ tiền bị bắt thằng là thằng gì thằng Nguyên Nguyễn Nguyễn hả, rồi Nào xong đó tao không biết, có cái điều kỳ này là mẹ sức mấy mà nó tha ở đó làm trò hề không đó anh thấy